Đồ Quốc Hiển xin kính chào quý vị. Hiện nay là buổi chiều ngày 27 tháng 8 năm 2016, chúng tôi đang quay cái kệ tivi này theo yêu cầu của chị Oanh ở Hòa Bình. Thì cái kệ tivi này bằng gỗ mun 100% và kích thước là dài 1 m, sâu 45 và cao 70 cm. Chiếc kệ này thì trông thì rất đơn giản nhưng mà nó gần giống như cái tủ commode mà người ta hay tức là để đựng được rất là nhiều cái đồ lặt vặt đây. Thì nó gồm có 6 cái ngăn kéo. Đây, bố trí sang hai bên, mỗi bên 3 chiếc ngăn kéo. Và tất cả của nó đều bằng gỗ mun, kể cả bên trong này, kể cả bên trong cái ngăn kéo và kể cả phần thông, phần hậu luôn. Và cái này chúng tôi đang quay tại trên tầng 5 khu A của chúng tôi. Và hôm nay thì mới được quét dọn sạch sẽ đây. Chủ hãng ngồi bệt trong đất đây. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp khách từ sáng giờ là mấy túc khách. Và các bác cái ký chúng tôi phải lau, phải khênh, phải bê. Hai vợ chồng là cái mướt. Và rồi cuối buổi chiều cũng chào cái khách một tí. Tại sao đôi khi cũng phải quay cái mặt một tí? Để thể hiện tinh thần chính chủ. Và chúng tôi là luôn bám sát công việc. Mặc dù là cũng có nhiều thợ thuyền và nhân viên nhưng mà không gì bằng là mình cứ trực tiếp chiết sát vào công việc thì nó vẫn hơn. Thế thì báo cáo quý khách là ở cửa hàng của tôi thì các cái kệ tivi gỗ mun thì có, đây là loại ngắn nhất, là loại 1 m. Thực ra thì thông thường tôi làm loại lớn hơn như là 1 m 8, 1 m 97 và 2 m 17 là như những cái mẫu mà vẫn hay báo cáo quý vị. Nhưng mà trường hợp này của chị Oanh thì chị muốn là kê riêng một kệ tivi thôi, còn bên cạnh là chị muốn để thêm một chiếc đồng hồ nữa. Chị Oanh thì vừa rồi cũng có hỏi tôi về cái bộ gỗ mun da báo. Thì hôm trước tôi đã quay phim hai bộ mun da báo cột 10 nhân với 10 thứ ở trong kho rồi, tí nữa sẽ gửi cho chị. Bây giờ tôi sẽ quay chậm để quý vị xem tiếp những cái chi tiết. Đây, nó những cái trông tổng thể thì đơn giản nhưng mà bù lại là những cái hoa văn chúng tôi làm lại làm cầu kỳ. Và cái hàng này hiện nay đang trần mộc và với các cái phần vân rất là đẹp luôn. Nhưng mà khi nào thành phẩm lên mà cọ giáp nhẵn, thậm chí có thể đánh xi một chút thì sẽ nổi bật vân lên. Để quý vị xem này. Và những cái vân của nó thì hết sức đặc sắc. Vừa nãy chị Oanh có nói rằng cái bộ bàn ghế vân da báo mà như của anh Cường người Hải Phòng mà anh công tác Hà Giang á, chị thích nhất là những cái chỗ vân nó như ruộng bậc thang ở vùng Tây Bắc. Đại ý nó gần giống như cái chỗ này. Thì báo cáo chị Oanh là cái bộ ghế mun da báo mà vừa nãy nói chuyện với chị là rất nhiều cái chỗ nó đẹp như chỗ này. Và gỗ mun thì luôn luôn là loại gỗ có cái vân hết sức đặc sắc. Tuy nhiên là trên thị trường nó cũng có những trường hợp là trường hợp này nọ, nhưng mà riêng ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì khi bán thì kèm theo cam kết là 100% gỗ mun và tuyệt đối là không vẽ vân và không dùng hóa chất để tẩy. Có thế nào là chúng tôi bán như vậy. Thậm chí kể cả có chỗ nào gỗ nó không nổi vân thì kệ nó, bản chất gốc như nào là chúng ta cứ bán như vậy. Chúng tôi không xử lý gì hết. Và đây là những hình ảnh đang quay tại tầng 5 của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và những cái sản phẩm gỗ mun ở đây chúng tôi còn rất là nhiều. Ví dụ như là những cái giường gỗ mun đây. Ở đây là đang có hai chiếc giường gỗ mun, thì trong đó có một chiếc thì đã có một khách hàng ký rồi. Thế còn đây bên trong này là các cái ghế ăn gỗ mun đang xếp rất là nhiều. Rồi thì bàn ăn gỗ mun, phía xa xa kia là chiếc cặp bàn thờ bằng gỗ mun. Đức Hiền cảm ơn quý vị và xin tạm biệt quý vị tại đây. Trước khi dừng máy tôi sẽ khuyến mại thêm một chút cái phong cảnh đồng quê để quý vị thư giãn cái tầm mắt một chút. Đấy, bà xã nhắc là anh phải quay cả mấy con hươu và ông tượng Di Lặc cho nó tươi tắn. Và đây là cánh đồng xa xa của chúng tôi.
Ngày hôm nay không khí rất là đẹp, không mưa không nắng, gọi là hanh hanh nhẹ thôi. Xin tạm biệt quý vị.